Người đã đến với kênh của Hòa. Trong một tháng gần đây thì có rất nhiều các mẹ đã nhắn tin vào Zalo cho Hòa và cần Hòa tư vấn về vấn đề là các bé lứa tuổi từ 1 tuổi đến 5 tuổi bị nấm móng tay rất là nhiều và rất là nặng luôn. Vậy thì ngày hôm nay Hòa làm cái video này để cho mọi người hiểu hơn về cái căn bệnh nấm móng và cái cách điều trị của chúng. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái nguyên nhân gây ra cái bệnh nấm móng tay ở trẻ em nhé. Nấm móng tay ở trẻ em thường xảy ra khi mà móng tay của các em bé nhiễm phải những loại nấm sợi tơ như là dermatophyte hay là các loại nấm men như là nấm candida. Khi mà tay của chúng ta nhiễm phải những cái nấm này thì sẽ có những cái hiện tượng đó là ngứa ngáy này, khó chịu này, sưng đau hoặc là ứ mủ kéo dài. Và có những cái trường hợp nặng đó là những cái mủ đấy vỡ ra và lan rất nhanh sang những cái vùng móng tay khác. Nếu như chúng ta không tiến hành điều trị kịp thời thì cái mức tổn hại của cái vùng tay của em bé nó sẽ rất là nặng, đó là tổn thương cặn nặng này, mất móng này và ăn mòn cả các vùng đầu móng tay luôn của em bé. Dấu hiệu nhận biết cái nấm móng tay ở trẻ em, đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy trực tiếp đó là những cái phần này, chúng ta nhìn này thẳng như này thì sẽ thấy rằng là cái phần móng tay của em bé sẽ bị sần sùi hoặc là có các đốm và có những cái lớp bột mịn màu trắng phủ lên trên. Tiếp theo thì những cái vùng móng đấy theo thời gian tùy mức độ nhanh hay chậm nó sẽ chuyển thành những cái màu ngà vàng hoặc màu trắng đục hoặc chuyển thành những cái màu đen hoặc màu nâu mà nhìn như chúng ta bị khối móng vậy. Tiếp theo nữa là cái vùng da xung quanh móng ôm vào móng này nó sẽ sưng đỏ này, đau sát, hấp thì thậm chí đó là nó sẽ lên những cái mủ vào xung quanh. Nếu như chúng ta không điều trị kịp thời thì những cái mủ đấy nó sẽ vỡ ra và nó khiến cho móng tay của chúng ta, của các em bé nó bị biến dạng, nó bị ăn mòn và những cái mủ đấy nó chảy ra nó rất là hôi thối. Có một cái vài cái loại nấm men khác đó là nó sẽ ăn trực tiếp vào cái lớp niêm mạc của da, có nghĩa là sao? Là cái phần tiếp giáp giữa móng tay với phần thịt da ở phần dưới này, dưới móng này nó sẽ ăn rỗng và nó làm mủn móng tay và có thể thậm chí là có những em bé là nó ăn sâu đến mức độ móng tay chỉ cần cầm nhẹ là rút ra được đấy. Và có cái trường hợp nấm men khác nữa là nó sẽ ăn, nó làm rụng móng tay ra rồi và nó lại ăn tiếp đến cái phần ở dưới móng nữa và nó ăn thẳng vào thịt luôn. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra cái tình trạng nấm móng ở trẻ em. Cái nguyên nhân đầu tiên đó là do vệ sinh. Trẻ nhỏ hầu hết là không ý thức được cái tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân. Chính vì vậy mà khi chơi xong, các em bé hay bị những cái cặn bẩn, bụi bẩn này, mồ hôi nó lưu lại ở các vùng kẽ móng tay. Nếu như không được rửa sạch ấy, thì nó sẽ tạo môi trường rất là tốt cho nấm xâm nhập và phát triển. Cái nguyên nhân thứ hai đó là do hoạt động vui chơi. Trẻ nhỏ thì thường rất hay hiếu động và rất thích khám phá xung quanh. Chính vì vậy mà khi mà các em cầm nắm này hay là lúc mà các em đào bới đất cát hoặc là nghịch nước, nghịch thú cưng hoặc rất là nhiều vân vân đấy thì nó cũng sẽ dễ bị những cái vi khuẩn ngoài môi trường xâm nhập vào trong móng và khiến cho móng bị tổn thương và nhiễm nấm. Cái nguyên nhân thứ ba dẫn đến cái tình trạng nấm móng ở trẻ em đó là lây nhiễm. Và để lây nhiễm được cái nấm vào móng tay thì lập việc đầu tiên đó là móng tay của các em bé bị tổn thương. Và tổn thương này thì thường Hòa thấy có những trường hợp cơ bản như sau. Đó là cái thói quen hay cắn móng tay của các em bé. Khi mà cắn móng tay thì các em hay có xu hướng cắn rất là sát. Chính vì vậy mà nó gây tổn thương và nấm rất dễ xâm nhập. Cái thứ hai nữa là do bố mẹ hay có thói quen là cắt móng cho các con rất sát. Để làm sao? Để các con không có móng mà cào lên mặt, đúng không ạ? Và vô tình một là khi cắt bị tổn thương và lại tiếp xúc với vật dụng xung quanh gây lây nhiễm. Và cái thứ hai là do cái kìm cắt đấy nó đã có sẵn cái vi khuẩn nấm ở đấy rồi và nó cấy luôn vào móng tay của em bé. Và cái vấn đề thứ ba nữa đó là các em có thể chơi đồ một số các vật dụng ở trong nhà và nó gây bị chảy máu và từ đấy thì cái vi khuẩn nấm cũng có thể xâm nhập vào móng tay. Còn một cái lưu ý đặc biệt hay là còn một cái nguyên nhân đặc biệt nữa là đối với những em bé mà gia đình có tiền sử, có nghĩa là người thân có những tiền sử về những bệnh về da như là vẩy nến á sừng, viêm da cơ địa thì đối với những cái đối tượng này thì cái khả năng nhiễm nấm cũng rất là cao đó. Và các bạn không được phép chủ quan đối với cái căn bệnh nấm móng trẻ em này, bởi vì sao? Do cái ý thức vệ sinh chưa tốt của các em bé nên là những cái vùng nấm móng sẽ lan rất là nhanh hơn nhiều so với nấm móng người lớn.
và nhẹ thì các bạn có thể là bị hỏng hết móng, xấu này, gây mất thẩm mỹ thôi. Như nặng thì các bạn sẽ gây viêm mủ, mất hết sạch móng này, các phần đầu móng tay bị biến dạng, hoặc nặng hơn nữa là có thể gây mủ, viêm và nhiễm trùng nặng luôn. Và có trường hợp là đã bị nhiễm trùng máu từ những các đầu móng tay này. Bây giờ thì Hòa sẽ đi vào cái phần quan trọng nhất của cái video ngày hôm nay, đó là phòng ngừa và điều trị cái bệnh đầu móng tay ở trẻ em. Đầu tiên về phòng ngừa nhé, khi mà các bạn thấy rằng trẻ con nhà bạn đang bị nhầm móng rồi thì việc đầu tiên các bạn nên nghĩ đến đó là hãy khử khuẩn toàn bộ ngôi nhà của các bạn. Thứ hai là chú ý đến đồ chơi của các bé, cố gắng rằng là một tuần sẽ phải vệ sinh, giặt giũ, phơi nắng thật tốt đi, để cho cái mầm móng của nó không có xuất hiện ở xung quanh của em bé nữa. Và cái thứ hai đó là các bạn nên chú ý thật tốt về cái vấn đề vệ sinh cá nhân cho con. Hãy giáo dục bé là ăn uống, đi chơi, rời khỏi nhà, bất cứ sờ vào đồ vật gì thì chúng ta cũng nên vệ sinh lại và xà phòng. Và lưu ý rằng là phải dạy con luôn cách rửa tay là sao cho đúng nha, tránh trường hợp có một vài bài bạn rửa như này là xong, như thế là không được nha, rửa phải đúng cách. Đến phần điều trị nấm móng tay ở trẻ em thì Hòa có thể nói luôn là khi mà các bạn thấy hiện tượng bị nấm móng ở em bé rồi thì chúng ta không được chủ quan và chúng ta bắt buộc phải sử dụng thuốc. Đó thì đầu tiên thì nếu bị nhẹ thì bố mẹ có thể trực tiếp ra các hiệu thuốc và nhờ các dược sĩ tư vấn và sử dụng thuốc của họ luôn. Còn nếu mà những cái trường hợp mà đã dùng nhiều loại thuốc rồi không đỡ, thậm chí là các con bị nặng hơn, lan nhiều hơn và chảy cái mủ hôi gì đấy, nói chung tóm lại là nặng hơn và dùng nhiều loại thuốc không đỡ, thì có thể comment trực tiếp xuống cái video này hoặc là nhắn tin trực tiếp vào Zalo có số ở trên màn hình. Các bạn nhắn tin vào cho Hòa, Hòa sẽ giúp các bạn tư vấn và điều trị giúp các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.